Gia đình ai thì mọi người, nếu mà nhìn mọi người đó thì ai cũng có hai tay rồi là bạn này kia, thì mình đã biết là sao mình kỳ quá vậy, sao mình không có giống mọi người. Thì từ bé thì mẹ đã kiểu chụp hình hay là bất cứ cái gì mẹ đều sẽ bảo là Yuki chia cái tay lại đi, là sẽ giấu cái sau lưng gì nè, hoặc là kiểu mặc áo khoác vô thật là dài luôn. Thì mình giữ cái thói quen đó là gần như là xuyên suốt từ cấp 1, cấp 2 lên tới cấp 3 luôn, không bao giờ bỏ ra đó. Thì mình nghĩ là nó kỳ thiệt, nếu mà bỏ ra thì mọi người sẽ nhìn đó, thì mình cảm thấy mình không thích, mình cũng tự ti. Kiểu việc đầu tiên mình sẽ nghĩ khi mà mình tiếp xúc với người mới là người ta có nhìn cái tay mình không, người ta có nhìn mình người kiểu suy nghĩ là kỳ quá hay gì đó không. Nhưng mà mãi cho tới khi mà mình học lớp 11 thì lúc đó mình tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn rồi, cũng có thể là do suy nghĩ mình lớn hơn rồi, thì mọi người cũng không có ai để ý tới mình bị gì hết, người ta chỉ chơi với mình bình thường, thoải mái với mình và kiểu cho mình làm mọi thứ như những người khác. Ví dụ là mình có thể tham gia những cái hoạt động như là tham gia thành viên trong club, câu lạc bộ tiếng Nhật nè, rồi mình vẽ được, mình mọi thứ được, nên là kiểu mọi người đối xử với mình bình đẳng lắm, không có gì khác đó, nên là mình cảm thấy thoải mái. Nên từ đó thì sau là mình cũng là open hơn, bỏ khoác ra rồi mình cũng thoải mái chơi với người này người kia, không còn cái suy nghĩ là người ta có nhìn mình rồi đánh giá mình hay không nữa. Trước thì là cảm thấy mọi người nói vậy thì mình sẽ chấp nhận hơn, sau đó thì mình sẽ hơi kệ người khác nghĩ này người kia nghĩ kia, rồi từ từ thì mình sẽ có những cái thay đổi trưởng thành hơn. Rồi mình sẽ kiểu bây giờ thì bản thân mình bây giờ thì sẽ kiểu ai nói gì nói, mình làm cho mình làm để mọi người thấy được là mình, mặc dù mình bị như thế này nhưng mà mình rất là yêu bản thân, mình rất là cố gắng cho bản thân, mình cũng cố gắng cho gia đình bạn bè mình. Mình không làm gì sai hết. Khi mà lúc đầu đội ngũ khoa đó, mẹ vẫn còn đang ngăn cản, mẹ cứ kiểu không, bây giờ thi tiếp đi, nhưng mà nội lực thì cho học lần kiểu như vậy. Nhưng mà mình nói không, con nhất quyết là con đã đậu rồi, con phải học ở đây, con không có đi đâu hết á. Thì cứ cãi nhau vậy đó. Đợt đó là cãi rất là lớn, kiểu mẹ bảo là không, nếu mà con làm con học ở đó thì con đang làm cái gì, con có đi dạy được không, người ta có cho đứng lớp hay không. Thì mẹ mình sợ vậy cũng đúng, tại vì cũng khó, tại vì bản thân mình nhìn nhận mình khác, nhưng mà người khác có thể thấy kiểu con bé này làm sao được. Thì nhưng mà mình vẫn nhất quyết theo, tại vì học ở cái môi trường sư phạm của mình thì học có nhiều loại lắm, kiểu học cái đó ra làm họa sĩ vẫn ổn, kiểu mình vẫn muốn học nhiều chất liệu, nên là cuối cùng mình vẫn đấu tranh tới cùng, để kiểu tới khi mà mẹ mình nói ok học đi nhưng mà phải có kết quả. Và tới giận bây giờ mình vẫn chứng minh được cho mẹ là mình vẫn đang học rất là tốt, mình có thể làm được, mình có thể đi dạy gia sư, mình có thể làm bất cứ những chuyện khác, mình đi dạy mình kiếm tiền được, mình vẫn kiếm được rất là nhiều. Thì mẹ cảm thấy yên tâm, nên là tới tận bây giờ thì mẹ vẫn học đi thoải mái, muốn làm gì con làm.